Quý vị khán giả chưa thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân vận động Vitality để cùng hướng đến trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bournemouth và Fulham. Nhiều hơn 10 bàn tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Hôm nay đó là Rodrigo Muniz. Pereira. Dứt điểm. Cú sút tiến hai đến từ Bobby Reed. Thêm một cú sút nữa. Của Andres Pereira. Iwobi căng ngang. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Fulham. Tete. Pha xử lý rất hay của Tete. Chân trái. Những nhịp xử lý trước đó là rất ấn tượng đến từ cầu thủ màu số 2. Tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng thì lại đúng nghĩa là của một hậu vệ. Bóng đi rất thiếu chính xác. Vượt qua đến hai cầu thủ áo đỏ. Những cú ra chân bằng cái chân không thuận. Christie. Điều chuyển tốt của Ryan Christie. Clivert. Cơ hội Solanke. Không chỉ là 11 bàn có được tại ngoại hạng Anh mà anh cũng rất có duyên với Fulham. Và vừa rồi các hậu vệ áo trắng đã giật mình khi Solanke băng lên từ tuyến 2 như một bóng mà. Semenyo qua người thành công. Semenyo rất nhiều khoảng trống. Clivert không vào. Vậy đã từ chối một bàn thắng 10-10 dành cho Justin Clivert. Quá nhiều khoảng trống dành cho cầu thủ màu số 19. Nhưng anh lại quá chần chừ cho nhịp dứt điểm của mình. Mất tới 2 nhịp. Quả phạt góc của Alex Scott. Tình huống sơ sẩy của Ben Leno. Quả tạt vào đánh đầu. Đều đang đưa ra những lựa chọn không được sự tốt ở 1/3 cuối sân. Tình huống vô ích đến từ Ben Leno. Không hề để ý ở phía sau lưng mình. Và phạt góc của Alex Scott. Và thêm lần nữa thì Ben Leno ra vào chính xác. Đan Go. Khá nguy hiểm. Không cấm thôi. Vô tình bóng lại đi thẳng về phía khung thành. Nếu như không có sự cảnh giác. Thêm một pha không chiến tốt của các hậu vệ bên phía Fulham. Tavernier sút điểm ngay. Alex Scott qua người rất khéo. Alex Scott sâu thẳm vào trung lộ. Alex Scott cơ hội không vào. Như vậy bóng được đã được đưa vào lưới rồi. 1-0 dành cho Bournemouth. Thứ hai của cầu thủ Hà Lan tại Premier League mùa giải hôm nay. Hãy cùng nhìn xem Alex Scott đã làm gì. Qua một người, qua hai người, qua ba người và tiểm đường bóng cực kỳ khôn ngoan dành cho Clivert. Bóng lọt qua tay của Ben Leno và đi vào lưới trong sự bực bội của thủ môn người Đức. Đây là tình huống mà đổ người thì sẽ khó cản hơn là anh đưa chân ra. Ben Leno đã lựa chọn đổ người và cuối cùng anh không thể ngăn chặn được Justin Clivert. Chuyển vào Pereira, khá nguy hiểm. Clivert rất nhiều khoảng trống dành cho cậu con trai của Patrick Clivert. Tavernier. Quả người không thành công những cầu thủ bên phía Fulham phản công cho Bournemouth. Semenyo hơi chần chừ ngã trong vòng cấm rồi, có phạt đến hay không? Một quả penalty. Cầu thủ Bournemouth. Tình huống hơi vụng về của Semenyo nhưng cuối cùng anh đã khiến cho Palinha phải phạm lỗi với mình. Dominic Solanke. Đối đầu Ben Leno. Không mắc bất cứ sai lầm nào cả. Quả phạt đền đầu tiên trong 65 trận gần nhất của các cầu thủ Bournemouth đã được Dominic Solanke chuyển hóa thành công. Những bàn gỡ thì sai lầm của tiền vệ trụ cột người Bồ Đào Nha đã khiến họ phải nhận bàn thua thứ hai. Và bây giờ sẽ là khó càng trông thêm khó dành cho Fulham. Động tác ăn mừng bắn cung quen thuộc đã được Solanke tái hiện.
như vậy để phá vỡ hàng phòng ngự của các cầu thủ Bournemouth. Palinha và tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn như thường lệ, vẫn là một chiến binh. Tuy nhiên những nỗ lực mà anh tạo ra là chưa đủ ở cả League Cup nữa. Lại là đường chuyền dài dành cho Dominic Solanke. Solanke và lại là pha can thiệp kịp thời của Bassi, lùi về rất nhanh. Và lại là một cầu thủ Bournemouth ngã trong vòng cấm, nhưng lần này thì trọng tài đã nói không. Chúng ta cùng xem lại tình huống gây tranh cãi này. Có thể thấy là Clyver đã chủ động lao vào chân của Robinson với hy vọng tìm kiếm một quả phạt đền. Chân trái và đỡ bóng không được sự tốt của Palinha. Dứt điểm ngay. Một cựu cầu thủ của Leeds United, Sinisterra, Tavernier không ghi được bàn nào. Sinisterra rất nguy hiểm. Suýt chút nữa đã có bàn thứ 3 dành cho Bournemouth. Bóng cắt ngang khung thành của David Brooks không kịp chạm vào bóng. Vẫn là các cầu thủ Bournemouth. Brooks rất bình tĩnh. David Brooks liệu có được bị hay không? Vẫn là cầu thủ người xứ Wales. Pha xử lý áp đảo tốt của David Brooks. Đúng là việt vị rất rõ ràng. Sinisterra, dứt điểm, và tỷ số là 3-0. Một pha xử lý cá nhân quá tuyệt vời của Luis Sinisterra. Xuất phát từ hành lang cánh trái theo tấn công của đội chủ nhà, anh rẽ ngang qua 3-4 cầu thủ áo trắng và tung ra một cú sút quá hấp hiểm. Ben Leno chỉ còn biết bay người cho có mà thôi, chứ hoàn toàn không thể chạm tay vào pha bóng này. Bassi hết giờ. 3 bàn thắng, 3 điểm trọn vẹn và sẽ leo lên nửa trên bảng xếp hạng dành cho các cầu thủ Bournemouth. Quà tặng cuối năm từ K Cộng. App K Cộng ưu đãi lớn, giảm tới 50%.